biết là mình cái nhà có lược này. À, chồng mất rồi ạ. Chú xin tiền à? Chú xin tiền á? Chết rồi. À, người ta chết à? Chết rồi. Chết chôn à? Chôn đi rồi, chôn ngay như này. À. Nó kêu quẹt quẹt. Tôi vừa bước vào căn nhà này tôi đã giật mình. Xin chào mọi người. Hiện tại tôi đang có mặt tại con đường dẫn từ Chi Lăng đi về hướng Lục Ngạn. Đây là một tuyến quốc lộ đây. Khi mà tôi đang di chuyển trên tuyến đường này, tôi phát hiện một căn nhà bỏ hoang trong này này. Không biết là nguyên do tại sao lại căn nhà lại bỏ hoang. Và bên trong bây giờ hiện có gì nhiều thì tôi sẽ vào trong khám phá tìm hiểu xem. Mời các bạn đồng hành cùng mình vào trong này khám phá. Đây, căn nhà này bỏ hoang này sát ở ngay quốc lộ luôn. Nhìn rất là có một cái gì đó rất là ma mị luôn. Đáng sợ luôn. Bây giờ mình sẽ vào trong tìm hiểu xem, khám phá xem ở bên trong nó có điều gì kỳ lạ ở bí ẩn không. Mình thấy là bên này là bếp này cũng bị sập hết rồi. Ở bên này thì bằng đất. Không biết là nguyên do tại sao căn nhà lại bỏ hoang như này. Không biết là do không biết là chủ nhân căn nhà này là họ là chuyển đi chỗ khác, nhà mới, hay là căn nhà này có một cái vấn đề gì đó. Khu vực này là bếp là sao? Mình để ý là có hai cây đu đủ này, bưởi này, rất là nhiều quả luôn. Trên này là mướp này, nhiều mướp quá trời luôn này. Và có một cái bóng điện này. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào trong nhé. Đập vào mắt mình đó là có hình ảnh của Bác Hồ kính yêu. Căn nhà này bỏ hoang chắc ở đây ngoài này có gố này nằm la liệt này. Mất tín hiệu gì kìa. Giật mình. Ôi trời, không biết là mình căn nhà có điều gì về tâm linh không. Quá là hoang tàn luôn. Khi mà cái điện thoại của mình báo là mất tín hiệu GPS, vừa bước vào căn nhà này nó có một cái tín hiệu gì đó mất tín hiệu GPS làm tôi giật mình luôn. Tôi để ý đây là một cái tụ này. Đây là có một cái tủ. Ở trong này là toàn đất. Các con đất này. Con muối nó đào bới lên đây này. Có khi nào mà có người nào
nằm ở trong này không? Nằm ở dưới này không? Đây, toàn đất này. Ủa, cái gì kêu nhỉ? Ồ, bên này này, bên này toàn đất này, muối đào lên này. Còn đây một túi, không biết túi gì này. Đây bên này sập hết rồi, có bình nước kìa. Thực sự là đây có một cái gương, gương này. Wow, tôi quá giật mình luôn. Mà vừa bước vào căn nhà nhìn nó quá là hoang tàn, nhìn kiểu đồ đạc thì vứt lung tung hết lên này. Ở trên kia là có hình ảnh của các diễn viên rất là nổi tiếng, có điều khiển tivi này. Đây có học sinh Thái Tuyến, tên trường đại học trường tiểu học Hồng Giang, đây thuộc Lục Ngạn Bắc Giang à. Wow, đây có thớt, có rất là nhiều những cái ca, cái bình thuốc trừ cỏ nhá. Đây, căn nhà này quá trời là thuốc trừ cỏ luôn. Cái bình thuốc này, đây là có anh những diễn viên rất nổi tiếng này, La Chí Tường, Lương Tiểu Băng. Đây là ngày đây em có hình ảnh của Bác Hồ kính yêu, vị cha già của dân tộc. Đây có một cái hình ảnh nữa về các loại hoa quả trái cây này. Chúc mừng Tân Xuân, vạn sự như ý. Trong này là có người vào trong này ăn uống đây này. Có lược này, ôi cô. Cô ơi, cô cho con hỏi là căn nhà này sao lại bỏ hoang này cô nhỉ? Căn nhà này sao lại bỏ hoang này cô nhỉ? Cháu ở trên Lạng Sơn, cháu ra đây xong đây cháu thấy căn nhà nó bỏ hoang ấy, cháu vào xem thôi. Cái nhà này nó mua đất ở ngay dưới Bắc Giang này, vợ đã giáo viên nó dạy dưới Bắc Giang này. Chồng nó mất rồi là nó bỏ cái nhà. À, chồng mất rồi ạ? À? Nó nằm nhà trong lâu rồi cơ mà bây giờ nó vừa mất thôi, còn thì nhà dưới kia nó nằm nó ở dưới rồi mà. À vâng. Cái nhà này đóng cửa mà lại mấy hôm nay lại bật ra đây. À. Vâng, cháu thấy cái này nó bật ra, cháu vào xem. Thấy lạ lạ ấy. Lạ. Vâng. Đấy con chui vào đấy, nếu mà có cái gì chả chết à? Vâng, cháu giật mình nãy cháu sợ. Cái nhà nó có ở đây nữa đâu, nhà nó sắp đổ rồi, nó mới... Vâng, cô đi đâu ạ? Đi nằm dưa. À dạ, vâng, con cảm ơn cô nhá. Wow. Thì ra là căn nhà này có người mất. Tôi đã quá giật mình. Wow, căn nhà này đã có người từng mất đây, và tôi đã quá giật mình với căn này. Xin phép chủ nhân căn nhà này cho tôi được vào trong này khám phá, và tôi sẽ không lấy đi mất kỳ một cái gì trong này, và tôi chỉ vào trong này khám phá và lấy những hình ảnh ở trong này thôi. Tôi thực sự là tôi đáng sợ căn nhà này luôn.
Bởi vì tôi đã đi qua rất là nhiều căn nhà bỏ hoang nhưng mà chưa gặp một căn nhà nào như này. Đây có giày dép này, có màn nữa kiểu này. Có màn này. Có giày này. Đây có màn túi. Đây là lỗ dầu ăn mỡ, dầu lỗ mỡ thì phải. Tương ớt này. Đây chỉ có đũa này. Cửa này không biết ai đập, ai phá nên vào trong này, phá vào trong này. Đây cũng bắt hương. Đây là bắt hương này. Và đặc biệt căn nhà này trong này có rất là nhiều cái thuốc thang, rất là nhiều luôn. Phải trong căn nhà này một, đây là một cái thuốc này. Người này là bệnh nhân mất vì bệnh tật hay là vì nguyên do gì đó. Đây là thuốc cỏ. Đây là thuốc. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài thôi. Mình thấy thực sự là rất là đáng sợ. Kêu cực cạch cái trên này. Sợ quá. Có cái gì có kêu quạch quạch cái trên. Ra ngoài rồi. Quá sợ rồi. Mình thấy ông chú đây. Chắc là mình sẽ hỏi thăm ông chú này xem về căn nhà bỏ hoang ở ngay cạnh đường, sát đường này. Câu chuyện là như nào? Hỏi gió ký về căn nhà này. Bởi vì nãy là cô kia nó nói là căn nhà này có người mất. Nó mua đất ở dưới Bắc Giang mà cô, người vợ đấy là cô giáo. Được, ông chú. Dạ. Dạ. Không ạ. Dạ. Không có. Hương muối. Không. Thuốc đặc trị mối. Thuốc ngọt. Chổi dài 3 mét. Rất là nhiệt đây. Rồi chú đi đâu ạ? Chú đi đâu ạ? Chơi à? Chú xin tiền à? Chú xin tiền á? Không có đâu, chú ở đâu ra đây? Chú ở đâu ạ? Chú nhà ở đâu ạ? Con dầu ấy. À, xe ô tô, xe ô tô. Mất tín hiệu GPS. Đấy, mất tiền à? Không có tiền. Không có. Đấy, chú đi đâu chơi về? Đi chú bên kia về. À, ừ. Nhà ở đây à chú? Nhà trên kia thôi. Nhà trên kia à? Ừ. Có tiền không? Không có tiền. Không có. Ừ. Đấy, chú cho con hỏi là tại sao căn nhà này bỏ hoang đi? Nhà này chết rồi. À, người ta chết à? Chết rồi. Chết chôn à? Chôn gì rồi? Chôn ngay đây này. Ờ, à, chôn ngay đây á? Làm mà làm bụi đi rồi. Ờ. À. Anh chữ ấy. Ờ. À. Nhà anh chữ. Ừ, ra cạnh đường, ra cạnh đường. Ra cạnh đường nói chuyện. Đó, gọi ô tô đấy. Cái căn nhà này là bỏ hoang rồi. Ờ. À. Bây giờ là không có ai ở đây nữa nhỉ? Không có ai ở. Người này chết lâu chưa? Hả? Người này mất lâu chưa? Anh chữ vừa mới nằm ấy. Ờ. À. Ờ. À. Thế anh đi đâu về? Anh đi đâu về? Đi chơi về. Đi chơi về à? À. Ừ. Anh có vợ con gì chưa? Chưa có. Chưa à? Chưa có. À.
Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh 71. 71 à? Sinh 72. À. 72. Đẹp trai nhờ. Đó, bây giờ là ông anh này chắc là anh có... Anh cũng chưa lấy vợ bao giờ à? Chưa có. Chưa à? Thế kiếm vợ thôi. Chưa có này. Thế về thôi nhờ. Về nhá. Anh về nhá. Anh chắc là có một chút vấn đề. Được, thế anh về nhá. Vâng, chào anh. Ok. Ông chú này, ông anh chắc là có vấn đề một chút là thật kinh. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục hành trình đi khám phá những điều bí ẩn tại Việt Nam. Xin chào mọi người và hẹn mọi người trong những hành trình tiếp theo của mình nhé.